Dạng thứ nhất đó là NO3 trừ thể hiện tính oxy hóa trong môi trường axit hay là môi trường H cộng. Thầy lấy ví dụ như thế này. Cho dung dịch NaNO3. Thì đương nhiên trong dung dịch NaNO3 sẽ điện ly ra Na cộng và NO3 trừ. Có yếu tố NO3 trừ là yếu tố oxy hóa, có khả năng nhận E. Bây giờ chúng ta cho đồng vào. Theo các em, phản ứng có xảy ra không? Nếu chúng ta học quy luật về kim loại tác dụng với muối, thì đồng đứng sau natri trong giải hoạt động hóa học, cho nên đồng sẽ không tham gia được phản ứng với natri nitrat. Do đó, chắc chắn sẽ không có phản ứng xảy ra. Mặc dù có yếu tố NO3- là yếu tố oxy hóa, có khả năng nhận E, và đồng có khả năng cho E là thể hiện tính khử, nhưng thiếu một yếu tố rất quan trọng. Các em biết là yếu tố gì không? Đó chính là yếu tố môi trường. Để NO3- có thể thể hiện được tính oxy hóa hay không, điều đó là điều cực kỳ quan trọng. Vậy hãy tập trung lên trên này để xem thầy tiếp tục đặt vấn đề. Bây giờ ta tiếp tục có một dung dịch axit HCl. Đương nhiên khi HCl tồn tại trong dung dịch thì HCl sẽ điện ly để tạo H cộng và clo trừ. Vấn đề đặt ra đó là chúng ta cùng cho đồng vào trong này. Vậy có phản ứng xảy ra không? H cộng cùng có khả năng thể hiện tính oxy hóa, có khả năng nhận E. Nhưng khi gặp các kim loại phải đứng trước hydro trong giải hoạt động hóa học. Trong khi đó đồng là những kim loại đứng sau hydro trong giải hoạt động hóa học. Do đó chắc chắn sẽ không có phản ứng xảy ra. Nghĩa là trong dung dịch NaNO3 khi chúng ta cho đồng vào, mặc dù có yếu tố NO3- là tính oxy hóa mạnh, nhưng không có môi trường cho nên NO3- không thể hiện được tính oxy hóa. Đồng không thể hiện được tính khử, do đó phản ứng không xảy ra. Trong dung dịch HCl có yếu tố H cộng cũng có tính oxy hóa, nhưng lại có tính oxy hóa yếu hơn so với đồng 2 cộng. Nếu chúng ta tiếp cận về giải điện hóa, chúng ta sẽ hiểu được điều này mà Toliha đã cung cấp ở những kỳ trước. Phản ứng cũng không xảy ra. Vấn đề đặt ra ở đây